các bạn. Hôm nay tôi cắt đô lan là tôi dãy vòng vòng. Cắt đô lan là tôi dãy vòng vòng này tôi trồng đô lan lại các bạn. Cúc đất trồng đô lan lại các bạn cho bạn xem ha. Chắc đi dành chút dâm. Cắt mới đô lan để các bạn xem lại. Đắp dâm lại
đâu các bạn. À, tôi cắt mới đậu lan, giờ tôi lại tôi trồng cho bạn xem ha. Trồng đậu lan. Trồng đây lại. Trồng mới vô đây à, móp tầm nữa các bạn, sáng làm như đây tiếp nữa các bạn, làm về tới đẳng luôn các bạn, đau bụng quá, cho ăn cơm các bạn. Bữa nay trồng vô đây thôi các bạn, ngày mai báo trồng tiếp nữa, dãy lại tới đẳng trồng tiếp nữa các bạn. Thôi giờ tạm dừng một chéo đang các bạn, rồi nãy giờ cũng mệt. Lâu lâu là nghe thở luôn. Thôi giờ xin chào các bạn nha. Nhớ vô đăng ký Sơn Chi lắp những bạn. Ủng hộ Sơn Chi để làm tiếp theo nữa các bạn. Không giờ sức khỏe cũng không được khỏe luôn các bạn.
ráng làm được như đây, ngày mai khỏe làm tiếp nữa các bạn. Rồi hôm giờ xin chào mấy ba các bạn nha, ở mệt quá trời.